Tình dầu đây ạ. Mẹ em nấu. À, còn một cái nữa là thịt bò hầm củ quả. em có thích nấu ăn tại vì nhìn nó rất là nghệ thuật đấy anh. Giống nhiều khi mà mình nấu ăn mình sẽ trao hết tất cả những cái tinh thần của mình vào trong đó, và khi mà người bạn bạn bè mình hay là một gia đình mình ăn, người ta sẽ cảm nhận được cái hương vị đấy, cảm nhận được cái năng lượng đó, em không thể ngừng tập được. Em hôm nào mà em không tập là em buồn lắm anh, người nó cứ bứt rứt đấy, người nó cứ chết rồi, thấy thấy nó cứ tội lỗi kiểu gì ấy anh nhỉ. Không tập một hôm là sẽ bị như thế. Hiện tại bây giờ với cái thời gian hơi 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 ít như thế này thì em sẽ dành khoảng 1 tiếng rưỡi buổi sáng trước sau khi em ngủ dậy để em kể. Em sẽ kể. Đó là một lần em diễn ở 1900, thì em không biết là vì sao em lại bắt được con gấu ấy nữa. Tại vì ở khi mà em đứng ở trên sân khấu rất là nhiều nhiều người, rất nhiều bạn, thì tự nhiên em đang quay bên này. Đây, con gấu nó sẽ rơi từ bên này. Đấy, em đang nhìn thẳng các bạn, xong em đang nhìn bên này. Thì tự nhiên em thấy có một cái đốm trắng. Em chỉ nhìn thấy đúng đốm trắng thôi. Nhưng mà tự nhiên em vừa lấy thì một con gấu bông rất là dễ thương luôn đấy. Thì em về em xem lại, rồi em nhìn nhìn kỹ lại thì hóa ra là bạn nữ đứng ở trên tầng bạn ném xuống. Hiện tại là em đang thích tóc dài đây. Nhìn nó cũng rất là bụi bặm, hơi gọi là cái gì? Hơi 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 có một chút bụi 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 đời thì nhìn men men đó. Với cả là nó cũng phù hợp với tạo hình ở trong MV đấy, mình diễn thôi mà, mình phải đầy cảm xúc của mình vào, nó giống như thật thì mọi người xem mọi người sẽ thấy nó có cảm xúc, nó có năng lượng, nó là thật và câu chuyện sẽ đẹp hơn, không có gì khác cả. Không có gì hết. Ngoài hát là em rất thích diễn xuất. Em thích nhà diễn những cái bài, không biết là vì sao nữa, nhưng mà em rất thích diễn những cái bài về tâm lý, và thường nhìn nhìn hơi hơi khổ khổ ấy.